Đoàn vững chắc năm nào giờ đây đã trở thành một nguồn sáng, hội tụ những tinh anh và trí tuệ thăng hoa, được đóng góp từ nhiều thế hệ cán bộ không quản ngại khó khăn, vì mục tiêu chung kiến thiết và dựng xây những giá trị bền vững. Văn hóa Vinaconex mà ấn tượng là bản lĩnh, nghị lực của từng cán bộ đã ghi đậm dấu ấn trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Làn gió thơm hương đêm về quanh, khu nhà tôi mới cất xong chiều qua. Tôi đứng trên tầng gác thật cao, nhìn ra chân trời xa xa. Từ bao mái nhà đèn hoa sáng người, bầu trời thêm vào muôn vì sao sao. Tôi ngắm bao gia đình lượm tình yêu, nghe máu trong tim hòa niềm vui, lâng lâng lời ca. Em ơi, anh còn đi xây nhiều nhà khắp nơi, nhiều tổ ấm sống vui tình lứa đời. Lòng anh những thấy càng thương nhớ em, dù xa nhau trọn ngày đêm, anh càng yêu em càng hăng say. Xây cho nhà cao cao mãi, xinh đẹp tổ quốc của ta. Anh lắng nghe bao lời ân ái, những bài tình trên đà phát triển thành công, bứt phá lan tỏa sắc hồng sớm mai. Dọc miền đất nước tương lai, Vinaconex miệt mài dựng xây. Sông mát xanh chảy quanh phố phường và nhiều công trường xây niềm vui mới. Khi bóng đêm trở về rực ánh đèn lên, em thấy như muôn ngàn vì sao thêu trong đêm.